mai mốt thất nghiệp ra phụ à, cô. Đúng rồi đó. Gà đó nhiêu tiền một ký hả cô? Gà là cô đang à đấy vịt ạ. Vịt xiêm. Vịt xiêm. Mà nó khô đó, cái đó chỉ biết sao nó phải đi. Vịt nguyên con không chị? Hả? Vịt nguyên con không? Có. Có lòng vịt gì không? Có lòng vịt luôn. Quét. Rồi gà đi chị. Cánh gà chút lên con. 90 ngàn ký không? Nó chặt thì chặt con vịt xong nó tội nghiệp con vịt. Cái gì? Ba cánh luôn. Tôi cần ba cánh gà. Rồi 27.000 con ơi. Đây chim cút. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, 27.000 đủ tiền luôn. Lấy nguyên con em tính chị 7 năm thôi. Có anh đẹp 162, với cái kia là 63. Vậy là 225 ngàn. 225 thối 248 ngàn. À đâu, 225 á. 275 chứ. 2kg 8. Chị lấy em mua bán đó, chị lấy em 7 luôn rồi. Lấy bán không? Rồi tính 70, bán nha. Chứ còn rồi, em lấy ở dưới bà Sinh có 65 kìa. Cái này là 2,5 kg. Cái lớn hay nhỏ không? Thôi lấy lấy ra mấy bộ lòng. Lấy một bộ đó chị, coi như thành con á, chị chặt ra làm đôi cho em đi. Vịt này lấy mấy miếng con? Tao biết một người một người. Bán cho em ăn. Rồi bán thì em bán cho cái giá này, chứ còn mà bán là bán thì bán giá buôn đúng không? Để cho mỗi người kiếm lời xíu. Tình thơm mến hương. Tại vì chị không có mối, thành ra chị phải chấp nhận. Dạ, dạ. Có chặt đôi không hay để nguyên vậy thôi? Đi chị. Còn chị mua dưới kia mối hàng ngày chị lấy thì người ta bán chị có 65. Dạ, dạ. Mấy nay nó lên lắm chị. Thôi mỗi người kiếm xíu chị ạ. Vâng. Buôn bán thì vậy mà. Làm có làm đầu không hay bán cái gì? Bán thì đừng có để nguyên cái mỏ vậy, người ta không ăn thì mình mới ấy chứ, mang mình cắt đi buộc đi thì nó xấu lắm. 5 phút cho đó kìa. Ừ, rồi gì để đấy. Đây đợi cái. Hết sức bình tĩnh. Nè phút thêm cho một bộ lòng. Một cục huyết luôn. Ba con gà ta tươi sạch. Lấy có 12 ngàn thôi nhá. Không bán lẻ là 14 ngàn của em đó. Lấy có 12 ngàn. Với bộ miếng huyết lấy 9 thôi. 10 ngàn lấy 8 thôi. Đó là được. Mấy rồi, lên tám tôi nhặt 20 cho mua chín chín. Nhặt 20 cho nó dễ tính tiền. Bình thường là dư 1.000 ấy ra để dành mua vàng ấy, giờ năm giờ không đủ tiền mua vàng ấy á. Đừng lấy mua vàng, mua cục kẹo. Không có, mua cục kẹo. Không, thiếu còn 1.000 nữa, đủ mấy triệu, mua đủ 3,5 triệu mua chỉ vàng, mà giờ thiếu mất 1.000 rồi.
năm con vịt đó. Con vịt còn cái kia là gì là 295. Ờ bớt 1.000 á. Đó. Không, cũng thật tại em không có gì có thôi. Dạ. Cô nói đùa thế thôi chứ. Em đi về. Không ngồi bán nữa mà đi về. Ai mua đồ bán. Đây. Vâng, con trai là cả tiền cước gửi. Qua đường bưu điện. Rồi thế. Ôi trời ơi. Mọi người đi mua mất tiền chợ Tết. 50 mất tiền cô đang tầm cái 30.000. Đắt hàng luôn nha. Dạ. Lại gì đâu. Rồi cô cứ mua đây. Xíu sẽ ủng hộ có vài cái nữa. Dạ. Ông đem cho em coi 80.000 cái này. Không có bán 50 bỏ xuống cho bà đi thôi. Đây là 60.000. Trời ơi bà ơi bà hội trả đi bán đồ đẹp không mà đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đây thay viên pin đã 20.000 rồi mà cô, thay viên pin đã 20.000 rồi đó. Chứ giờ đồng hồ 70.000 nó đeo từ giờ đeo đến Tết là ngon rồi. Đeo qua Tết. À. Đấy, màu hồng đeo giống cái bộ quần áo con đang mặc luôn. Đó, còn chỉnh giờ miễn phí luôn á. Bây giờ đang là 11 giờ và 2 phút. 11 giờ 2 phút. Ông nói gì chứ đeo đến Tết nhìn đẹp gái đi thấy có đồ chơi. Đeo vô không? Đeo vô nha, cái chị mặc áo cam cam đem vô cho con. Nè, chị này mặc đeo vô vô. Đây đưa bà hỏi cho ba cho. 30 là 60. 60 cái này 40 là 100. 100 với kia 80, 180. Mét kia có con kiếm. Không, bỏ lại ai? 180. Mua cái đó, bỏ kia. Rồi mua này bỏ kia. Chị lấy cái đó đi. Dân này có tham đâu. À, mặt kiếm rất là nhiều hiệu quá. Mày vô, mày vô. Quá trời tiền luôn rồi. Quá trời tiền luôn. Đây dạ. Thường các tiểu thương ở sau cái buổi chợ thường họ sẽ đi sắm vàng, mỗi người sắm chỉ vàng. 2.2 đó thôi. Rồi cảm ơn nha. Dạ. 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 Trời dễ sợ không? Đưa tờ báo cho cô kia đọc kìa. Giấy bình thường chị hả? Dạ. Rồi. Mua cái này nó mai về quê 8. Dạ. Mai về quê phải không? Mai về quê 8 phải không? Mai về quê 8 rồi. Đi đeo đi chơi đi tới rồi đi chị.
Có cái kiếng nào mà chỉ có mắt không thì cô, không có, tức là có cái gọng không ấy. Không không, mua con nít đi. Có gọng không thôi chị. Đây sẽ mua tặng cho mấy cháu nhỏ hai cái này ạ. Rồi thôi, clip này sẽ end ở đây nhé. Quay cảnh bán đồ chợ Tết.